Thưa quý vị, ở tuổi 75, cựu giáo viên Nguyễn Thị Hồng Lựu, ngụ ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, đã tốt nghiệp chuyên ngành dược loại giỏi. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn không ngăn được hành trình đến với tri thức của bà. Là giáo viên dạy lớp 1, sau khi về hưu năm 2003, bà Lựu chọn học ngành dược để mở quầy thuốc Tây tại nhà. Vì có kỷ niệm sâu sắc liên quan tới ngành dược, nên bà đã quyết tâm theo đuổi đến cùng. Động lực của gia đình đó, chú đó muốn mở cái đại lý thuốc đó, sau chú bệnh chú mất đó. Nguyện vọng của chồng của tôi đó là thành ra tôi mới đi học cái dược sau khi nghỉ hưu. Để viết tiếp ước mơ của chồng và thực hiện khát vọng học tập của bản thân, bà Lựu đã từng bước chinh phục những tấm bằng dược. Sau khi nghỉ hưu, bà đăng ký học dược tá, dược sĩ trung học rồi lên cao đẳng dược. Và vào năm 2020, bà liên thông vào trường Đại học Nam Cần Thơ ở tuổi 72. Dù khoảng cách từ nhà đến trường gần 130 cây số, nhưng đều đặn 3 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, bà lại bắt xe từ Long An xuống Cần Thơ. Khó khăn về địa lý cũng như về sức khỏe, nhưng bà Lựu vẫn chăm chỉ và nỗ lực trong gần 3 năm học tại trường. Riêng tôi thì tôi thường hay ngồi bằng nhất. Để tôi ghi chép đầy đủ lắm, thầy cô giảng gì là ghi hết. Rồi cái thí dụ thầy cô có nhấn mạnh chỗ nào á, về mình học tài liệu rồi mình học thêm cái giảng của thầy cô. Với hơn nữa cô cũng hay xem đài mấy chương trình sức khỏe cho mọi nhà, với lại những cái về mà thuốc rồi đó. Đó cái cô mới học hỏi thêm, sách báo nữa. Và trên hành trình học tập đầy vất vả đó, những người con của bà Lựu cũng động viên, đồng hành cùng mẹ. Thì mẹ cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề học tập để tiếp cận những cái nền tảng học trực tuyến. Thì lúc đó thì thấy mẹ cũng rất là băn khoăn lo. Nhưng mà anh em chúng tôi thì cũng an ủi động viên mẹ. Bằng sự cố gắng và quyết tâm, ngày 29 tháng 10 năm 2023, bà Nguyễn Thị Hồng Lựu đã được trao tấm bằng tốt nghiệp Đại học Dược loại giỏi. Tốt nghiệp ngành dược không phải là mục đích cuối cùng, mà chỉ là một cột mốc để bà Lựu tiếp tục nỗ lực học thêm kiến thức mới. Bởi bà luôn tâm niệm, học là để hoàn thiện bản thân, học là để phục vụ cho xã hội. Riêng cô á, năm tới nếu mà cô sức khỏe cho phép, cô cũng đi học thạc sĩ luôn. Tại vì cái việc học nó không có dừng ở lúc nào, nó cứ vẫn học được, học hoài, học mãi. Mong sao thời gian và sức khỏe ủng hộ bà Nguyễn Thị Hồng Lựu, cùng sự quyết tâm, hy vọng bà sẽ đạt được ước mơ của mình.